Tranh đá quý Tuấn Vũ Khánh xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với bài chia sẻ 10 bài học kinh điển từ lá thư 86 chữ của Gia Cát Lượng viết cho con trai. Kính thưa quý vị và các bạn, Gia Cát Lượng viết cho con trai một bức thư chỉ 86 chữ nhưng lại là lời khuyên xúc tích cụ thể để học làm người. Trí tuệ hơn 1.800 năm trước vào thời đại khoa học kỹ thuật hiện đại ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Bức thư Gia Cát Lượng viết cho con trai chỉ vỏn vẹn 86 chữ, nhưng cho ta 10 bài học khai mở sức mạnh, đủ sức ảnh hưởng cả đời người. Có câu nói, trí tuệ chân chính có thể siêu vượt thời không, mãi mãi vẫn mới. Đọc xong bức thư này, thấy lời nói đó thật chí lý. Nội dung thư Gia Cát Lượng gửi con trai như sau. Nết người quân tử, tĩnh để tu thân, kiệm dùng dưỡng đức. Không đạm bạc trí chẳng sáng soi, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi. Học cần tâm tĩnh, tài cần phải học. Không học tài chẳng mở mang, không trí chẳng thành nghiệp học. Biếng nhác ắt chẳng thể tinh thông, nóng nảy sao tu thành tâm tính. Tháng ngày vun vụt, ý chí qua đi, thân đã già nua, chưa hiểu sự đời. Nhà rách sầu mi, hối thì đã muộn. Nguyên văn: Phù quân tử chi hạnh, tĩnh dĩ tu thân, kiệm dĩ dưỡng đức. Phi đạm bạc vô dĩ minh trí, phi ninh tĩnh vô dĩ trí viện. Phù học tu tĩnh dã, tài tu học dã. Phi học vô dĩ quảng tài, phi trí vô dĩ thành học. Đại mạn tắc bệnh năng lệ tinh, hiểm đáo tắc bất năng trị tính. Niên giữ thời trì, ý giữ tuế khứ. Toại thành khô lạc, đa bất tiếp thế. Bi thủ cùng lư, tương phục hà cập. Bài học thứ nhất, sức mạnh của tĩnh tâm. Tĩnh để tu thân, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi, học cần tâm tĩnh. Gia Cát Lượng khuyên dân con trai tĩnh thì mới có thể tu dưỡng thân tâm. Tĩnh tâm suy nghĩ, phải tỉnh xem xét bản thân. Nếu không thể tĩnh tâm được thì không thể lập kế hoạch hữu hiệu cho tương lai. Hơn nữa, điều kiện quan trọng hàng đầu của học tập chính là môi trường yên tĩnh. Con người hiện đại, đại đa số là bận rộn cả ngày. Trong lúc bận rộn, chúng ta nên tĩnh tâm lại, suy nghĩ hướng đi cho cuộc đời của mình. Bài học thứ hai, sức mạnh của tiết kiệm. Kiệm dùng dưỡng đức. Gia Cát Lượng khuyên dân con trai phải tiết kiệm để bồi dưỡng đức hạnh bản thân. Cẩn thận quản lý tài chính, tính toán chi tiêu theo thu nhập. Không những tránh được cái khốn cùng của nợ nần, mà còn gây dựng cách sống đơn giản, chất phác, kỷ luật, không trở thành nô lệ của vật chất. Trong xã hội văn minh, khuyến khích tiêu dùng, chúng ta đang nghĩ về những cái tốt của tiết kiệm hay chưa? Bài học thứ ba, sức mạnh của kế hoạch. Không đạm bạc trí chẳng sáng soi, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi. Gia Cát Lượng khuyên dân con trai phải lên kế hoạch cho cuộc đời. Không được việc gì cũng cầu danh lợi thì mới có thể hiểu rõ được chí hướng của mình. Cần phải tĩnh tâm lại mới có thể lập kế hoạch cẩn thận chi tiết cho tương lai. Đối diện với tương lai, chúng ta có lý tưởng không? Chúng ta có sứ mệnh không? Chúng ta có giá trị quan riêng của mình không? Bài học thứ tư, sức mạnh của học tập. Học cần tâm tĩnh, tài cần phải học. Gia Cát Lượng khuyên dân con trai, yên tĩnh có tác dụng lớn đối với học tập. Đương nhiên, cần phối hợp với cảnh giới tâm hồn tĩnh lặng. Chuyên chú thì đạt được hiệu quả gấp bội. Gia Cát Lượng không phải là tín đồ của thuyết thiên tài. Ông tin tưởng tài năng là kết quả của học tập, tu dưỡng. Chúng ta đã toàn tâm toàn sức học tập chưa? Chúng ta có tin tưởng nỗ lực học tập mới cho thành tựu của mình không? Chúng ta có quyết tâm tu dưỡng phẩm hạnh trở thành tài đức vẹn toàn hay không? Bài học thứ 5, sức mạnh của giá trị gia tăng. Không học, tài chẳng mở mang, không trí chẳng thành nghiệp học. Gia Cát Lượng khuyên dân con trai muốn có giá trị gia tăng thì trước tiên phải lập chí. Không sẵn lòng nỗ lực học tập thì không thể phát triển tài năng của mình được. Trong quá trình học tập thì quyết tâm và nghị lực vô cùng quan trọng. Vì nếu thiếu ý chí thì sẽ giữa đường đứt gánh. Chúng ta thử nghĩ xem, người hăng hái bốc đồng làm thì nhiều, kẻ kiên trì đến cuối thì ít. Bài học thứ 6, sức mạnh của tốc độ. Biếng nhác ắt chẳng thể tinh thông. Gia Cát Lượng khuyên dân con trai,
Việc hễ trì hoãn thì không thể mau chóng nắm được yếu lĩnh. Thời đại máy tính là thời đại của tốc độ, việc gì cũng coi trọng hiệu suất. Thật không ngờ trí tuệ của hơn 1.800 năm trước lại trùng khớp như vậy. Nhanh hơn người một bước chính là bí quyết thành công. Chúng ta thử nghĩ xem, thường sửa chữa, cải thiện mất nhiều thời gian hơn rất nhiều. Bài học thứ 7, sức mạnh của nhân cách. Nóng nảy sao tu thành tâm tính. Gia Cát Lượng khuyên dân con trai, nếu nóng nảy thì sẽ không tu tâm dưỡng tính được. Các nhà tâm lý học cũng nói, tư tưởng ảnh hưởng đến hành vi ảnh hưởng đến thói quen ảnh hưởng đến tính cách, và tính cách ảnh hưởng đến vận mệnh. Gia Cát Lượng hiểu rõ cuộc đời cần phải cân bằng rất nhiều thứ, phải tinh thông, cũng phải tu tâm dưỡng tính. Chúng ta đã thực sự chú ý nâng cao phẩm chất nhân cách của bản thân chưa? Bài học thứ 8, sức mạnh của thời gian. Tháng ngày vun vút, ý chí qua đi. Gia Cát Lượng khuyên răn con trai, thời gian trôi đi vun vút, ý chí cũng sẽ cùng với thời gian trôi qua mà tiêu tan. Trẻ khỏe không nỗ lực, tuổi già đến bi thương. Quản lý thời gian là quan niệm của người hiện đại. Cẩn thận nghĩ kỹ, thời gian không thể bị quản lý. Mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ, không hơn không kém. Chỉ có thể quản lý bản thân, giỏi sử dụng từng giây từng phút mà thôi. Chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta đã từng bỏ lỡ tháng ngày chưa? Bài học thứ 9, sức mạnh của trí tưởng tượng. Thân đã già nua, chưa hiểu sự đời, nhà rách sầu bi hối thì đã muộn. Gia Cát Lượng khuyên răn con trai, thời gian như bóng câu qua cửa sổ, khi mình già nua, lỗi thời, không theo kịp sự thay đổi của thời cuộc, mới đau thương than vãn bỏ lỡ ngày tháng, hối hận, muốn làm lại cũng không kịp nữa. Cần hiểu, cư an tư nguy, khi bình an phải nghĩ đề phòng lúc nguy nan, thì lúc lâm nguy sẽ không rối loạn. Trí tưởng tượng có sức mạnh không thua kém tri thức, chúng ta nên nghĩ cái lớn, nhưng bắt tay vào làm từ cái nhỏ, làm việc thiết thực, lập kế hoạch cho cuộc đời của mình. Và cuối cùng, bài học thứ 10, sức mạnh của cô đọng. Bức thư Gia Cát Lượng viết cho con trai chỉ dùng có 86 chữ, cô đọng xúc tích, truyền đạt những thông tin cụ thể. Biểu đạt cô đọng chỉ có thể khởi nguồn từ tư tưởng thanh khiết rõ ràng. Cô đọng xúc tích có hiệu quả giao tiếp rất lớn. Vì vậy, nên chăng chúng ta có nên học cách nói năng, viết lách, truyền đạt thật cô đọng xúc tích, tăng hiệu quả giao tiếp hay không? Chỉ một bức thư đơn giản, gợi mở 10 bài học làm người kinh điển, đều là những lời khuyên cụ thể, cô đọng xúc tích, đem lại lợi ích thật to lớn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ 10 bài học kinh điển từ lá thư 86 chữ của Gia Cát Lượng viết cho con trai. Quý vị và các bạn yêu mến, hãy hoan hỉ like, share video và đăng ký ủng hộ kênh để luôn cập nhật những video clip mới nhất về phong thủy, tử vi, nhân tướng học, trí tuệ của nhân và nghệ thuật sống từ tranh đao quý Tân Vũ Khánh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.